bạn đã sẵn sàng trở nên xinh đẹp hơn và tâm sự cùng Thúy Vân. Mình hãy trở thành một cái phiên bản tốt nhất của mình đi. Mỗi ngày mình không ngừng học hỏi, mỗi ngày mình cứ tiếp tục mình làm việc, mình cống hiến và xinh đẹp hơn. Có ba việc phụ nữ luôn luôn phải làm và đừng bao giờ ngừng. Đầu tiên đó là kiếm tiền, thứ hai đó là làm đẹp, và thứ ba đó là đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng giờ mình thêm cái thứ tư nữa, đó chính là giữ được cái sự độc lập. Khi mà mình còn một cái sự độc lập và mình luôn luôn là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hết, thì tự nhiên mình sẽ thu hút được những cái năng lượng tích cực. Đầu tiên, đừng so sánh mình với bất kỳ ai. Bản thân của mình cảm thấy hạnh phúc nhất, bản thân mình cảm thấy vui nhất với những sự lựa chọn của mình. Đó là khi bạn đã đúng. Tại vì bạn đang sống cuộc đời của bạn mà, bạn không sống giùm cuộc đời của người khác. Cho nên là mình không cần phải theo một quy mẫu gì hết. Em vừa mới đọc ở trên mạng một cái câu rất là hay. Người ta nói là tôi không muốn khi đến năm 35 tuổi thì tất cả những gì tôi có chỉ là gia sản của cha mẹ để lại. Thì câu đó theo cái ý nghĩa em hiểu đó chính là trong cái cuộc đời của mình sẽ có rất là nhiều ngã rẽ, mình có rất là nhiều những cái thay đổi về công việc hoặc thậm chí cuộc sống nữa. Nhưng quan trọng nhất cái mà mình có là sự trải nghiệm, thật nhiều sự trải nghiệm. Thì khi mà mình đang ở một công việc ổn định, thật sự nó rất là khó khăn để mình có thể bước qua một cái chương mới. Cứ hoàn thiện bản thân mình, cứ học thật tốt, cứ đi trau dồi những kỹ năng. Mình cũng phải trải qua cái quá trình học tập, mình cũng phải chạy đật để mình có được những cái vai diễn đầu tiên vào rạp xem 5 lần. Em nghĩ là đây là một cái câu chuyện để cho các bạn thấy là cứ tiếp tục học. Thì nếu như cái nghề đó nó không chọn mình, đúng, mình cũng sẽ có những cái kỹ năng để mình phục vụ cho những cái nghề khác. Miễn sao là mình cứ cố gắng, mình cứ quyết tâm và theo đuổi cái đam mê của mình thôi. Hãy đánh thức sức mạnh vô hình ở bên trong mình và theo đuổi giấc mơ của mình. Tại vì thật sự giống như là Vân cũng đã chia sẻ rất nhiều lần rồi, mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi, để chúng ta theo đuổi những điều mà mọi người yêu thích nhất. Nên là hãy sống làm sao để mỗi ngày mình cảm thấy đó là một ngày mới, mỗi ngày đó là một ngày rất nhiều niềm vui. Từ câu chuyện của Vi ấy, thì Vân thấy được cái việc mà mình vào bếp ấy, là do tự bản thân mình muốn. Đúng rồi. Từ cái tình yêu của mình với chồng của mình và mình muốn chăm sóc cho gia đình nhỏ của đúng mình rồi. Thì tự nhiên dần dần cái mình lại có thêm những cái sở thích mới, mình lại có thêm những cái thói quen mới. Thì vẫn có rất là nhiều người cái tâm lý ở trong gia đình là chuyện nội trợ chỉ của phụ nữ thôi. Và đặc biệt là cũng bị áp lực không chỉ riêng chồng mình mà còn gia đình chồng. Nhưng mà từ câu chuyện của Vi thì mình cũng có thể thấy là tất cả là do mình, do bản thân mình muốn chăm sóc người ta, do bản thân mình thấy đây là cái trách nhiệm của mình. Đừng ai nói là phải như thế này, phải như thế kia, chúng ta có sự lựa chọn cho cuộc sống của mình mà. Rất là thích những người phụ nữ mà trẻ, hiện đại và có một cái tư duy cởi mở như thế này. Mọi người thường hay nghĩ phụ nữ khác nhau ở ngoại hình, ở công việc hay là ở số tiền mình kiếm được. Nhưng mà Vân thì Vân nghĩ là phụ nữ khác nhau ở cái tư duy. Khi mà mình có một cái tư duy tích cực thì nó sẽ đưa mình đến những nơi tích cực. Tại vì thật sự cuộc sống ai cũng sẽ có những cái nỗi buồn, ai cũng sẽ có những cái thất bại và ai cũng sẽ có cái nỗi khổ riêng hết. Có thể nói như thế này, chúng ta không được chọn nơi của chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta được chọn cách chúng ta sống và cách chúng ta tư duy như thế nào. Nếu như bạn thấy cái chỗ này hoặc là cái vị trí này hoặc là những cái điều hiện tại làm cho bạn không hạnh phúc, mình có quyền chọn hạnh phúc của mình mà. Mình đi tìm những cái điều mà mình nghĩ là mình xứng đáng. Mỗi ngày mình cảm thấy mình vui hơn, mình cảm thấy là mình đang sống trọn vẹn hơn, thì những người xung quanh họ cũng sẽ đặt niềm tin vào mình. Còn nếu như mình đang ở trong một môi trường mà mình không được mọi người ủng hộ, thì tại sao chúng ta không thay đổi? Chúng ta thay đổi chính bản thân mình và chúng ta thay đổi ở bên ngoài nữa.
Đúng, thật sự là đến một cái giai đoạn nào đó mình sẽ rất là cảm ơn những cái thử thách mà cuộc sống mang lại cho mình. Chúng ta không thể nào mỗi ngày đều cầu mong là ôi cuộc sống ơi hãy dễ dàng hơn đi. Nhưng cái điều mà mình cầu mong được đó chính là cho bản thân mình mạnh mẽ hơn. Khi mình nhìn lại mình thấy ô, mình trưởng thành hơn rất nhiều. Và cái mà trưởng thành nhất đó chính là ở bên trong của mình. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống cần sự chứng minh và cần một sự chuẩn bị kỹ càng. Thật ra có những bạn bảo là cái ngành em đang học nó không liên quan gì tới cái em muốn làm hết, tại sao em vẫn phải làm, tại sao em vẫn phải đi học. Nhưng thật ra như thế này các bạn ạ, môi trường đại học á, là một cái môi trường mà academic và nó hướng dẫn cho chúng ta cách vượt qua bản thân như thế nào. Tại vì nhìn một đống tài liệu là mình không muốn học rồi, mình không muốn nhìn rồi. Nhưng từng ngày cái sự kiên nhẫn nó được bồi đắp. Sau này ra cuộc sống thì chúng ta cũng phải học lại từ đầu. Tất cả những cái công việc, không có một công việc nào mà bạn có thể áp dụng 100% những gì mình học trong giảng đường đại học để có thể vào công việc. Tại vì cuộc sống thì mỗi ngày nó đều thay đổi, và cái ngành nào mình chọn thì nó cũng sẽ thay đổi. Nó cần những cái sự cập nhật. Cho nên là nếu như có đủ điều kiện kinh tế và nếu như được ba mẹ lo lắng thì hãy học xong đại học đi. Sau đó thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là làm những cái công việc mình yêu thích. Và dù sự lựa chọn là như thế nào thì các bạn cũng phải kiên nhẫn, kiên trì và lựa chọn mạnh mẽ giống như cô bạn của chúng ta trong ngày hôm nay. Còn cái người đó thì có thể là nếu như mình may mắn thì mình gặp được cái người họ phù hợp với mình. Chị thì chị không nghĩ là mình sẽ nên đánh giá người ta là tốt hay xấu. Tại vì có thể là họ phù hợp với người này nhưng họ không phù hợp với người kia. Và trong một cái giai đoạn nào đó thì họ chưa biết cách ứng xử, chưa cách biết cách kết thúc một mối tình cho nó trọn vẹn nhất. Nhưng cái quan trọng là mình có quyền tự hào về bản thân mình chứ. Thật ra là các cô gái trẻ ơi, ai cũng cần tình yêu hết. Và tình yêu thì muôn hình vạn trạng. Có những tình yêu làm cho chúng ta đau đớn, có những tình yêu làm cho chúng ta cảm thấy lung lay về niềm tin, nhưng cũng sẽ có những tình yêu làm cho các bạn cảm thấy trọn vẹn hơn rất là nhiều. Với câu chuyện của bạn Hoa Mẫu Đơn ở đây ấy, thì Vân nghĩ là chúng ta có thể tóm gọn trong vài điều. Đầu tiên, các bạn đừng bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, vì chắc chắn là chúng ta cứ tốt đi, chúng ta cứ hết mình đi, ngoài kia sẽ có một người yêu thương chúng ta thật lòng. Còn trong cái giai đoạn người đó chưa xuất hiện thì mình cứ làm mình và mình sống cuộc sống của mình thôi. Và thứ hai, đó chính là đừng đánh mất chính mình. Dù có tình yêu hay không có tình yêu thì mọi người hãy tiếp tục làm đẹp, tiếp tục thành công, tiếp tục rực rỡ và hãy tỏa những cái năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người. Hãy vững tin vào chính bản thân mình. Và người ta bảo là dựa vào núi thì núi sẽ đổ, dựa vào người thì người sẽ đi. Chỉ có dựa vào mình là lúc nào cũng bền vững. Thật ra là cũng không có phải là cổ suý lắm, nhưng nếu mà có một chỗ dựa vững chắc thì cứ dựa đi. Nhưng nếu chưa tìm được cái chỗ dựa đó thì hãy tin vào chính bản thân mình. Và Vân nghĩ đó chính là quy luật của sự hấp dẫn. Khi mà chúng ta dựa vào chính bản thân mình, chúng ta tự tin, chúng ta trở nên xinh đẹp hơn, chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, thì tự nhiên những người ở xung quanh của chúng ta nó rất không yêu cầu người ta đưa tay cho mình nắm, nhưng tự nhiên người ta lại đưa ra và nâng mình lên. Nhưng mà thật sự Vân nghĩ mình có thể nói là thử thách của cuộc đời, nhưng mình cũng có thể nói là một món quà của cuộc đời, làm cho mình mạnh mẽ hơn, mình trưởng thành hơn. Tại vì nếu như mà bạn có một cuộc đời quá bằng phẳng, hoặc là bạn biết được con đường của mình sẽ đi như thế nào, thì bạn sẽ không mạnh mẽ như ngày hôm nay. Người khác đi 1-2 năm, nhưng cái 1-2 năm đó nó dễ té. Còn mình đi 7-8 năm, 10 năm chẳng hạn, nhưng cái 10 năm đó của mình nó chậm, nó chắc và nó vững. Thật ra thì Vân nghĩ là cái đẹp của cuộc sống đó chính là sự đa dạng, và chúng ta phải trân quý, chúng ta phải yêu thương cái sự đa dạng đó. Thì cuộc đời của mỗi người cũng vậy, không có nghĩa là chúng ta phải sống với lại cái mẫu hình mà những người xung quanh áp cho chúng ta. Mà chúng ta sống như thế nào đó chính là sự lựa chọn của chính chúng ta. Lựa chọn cái gì thì cũng hãy chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Tại vì cuối cùng cái người hạnh phúc hay không, cái người hài lòng hay không, đó là chính các bạn, chứ không ai sống thay mình được. Thật sự thì Việt Nam chúng ta là một đất nước Á Đông. Đa số mọi người
trong những nền văn hóa Á Đông á, vẫn hạn chế nói về tiền, nói về tài chính, đặc biệt là với phái nữ. Mọi người hay có những cái suy nghĩ là phụ nữ thì không nên nói nhiều quá về vật chất, phụ nữ thì không nên kiếm quá nhiều tiền, phụ nữ thì nên biết an phận. Cái từ an phận là cái từ được dùng rất là nhiều. Họ sẽ đánh giá một người phụ nữ mà tham vọng quá nhiều hay là muốn kiếm thật nhiều tiền là ham thích vật chất. Nhưng thật ra em nghĩ mỗi người trong cuộc sống thì mình sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Có người họ nhu cầu về sự hạnh phúc, có người họ nhu cầu về sự đủ đầy, hoặc cũng có những người đối với họ, ví dụ như bản thân em đi, nhu cầu của em là mỗi ngày được ăn ngon. Cứ mình cứ thấy đồ ăn ngon là mình sẽ kiểu tít mắt lên, mình thích. Cái chuyện đó chả có gì nó gọi là quá đáng hết. Tại vì khi mà mình có nhu cầu, nó sẽ tạo ra cái động lực cho mình lao động, mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Nếu như mình tạo ra một doanh nghiệp hay là mình làm một cái công việc mà có một cái sự đóng góp nhiều thì mình cũng đang thúc đẩy cái nền kinh tế của xã hội nhiều hơn. Nên cái tư duy của chị là một cái tư duy của những người phụ nữ hiện đại. Mình không ngại nói về tiền. Mình như thế nào thì mình nói như vậy thôi. Cái tập này á, em nghĩ nó làm sẽ truyền cảm hứng cho những nữ cường nhân đang yêu thích kiếm tiền ngoài kia. Chúng ta nên bỏ đi cái tư duy là nghĩ về tiền là một cái gì đó nó xấu xa lắm, hoặc là nó là một cái gì đó đầy sức cám dỗ. Mà tiền nó sẽ mang lại nhiều thứ cho mình nếu như mình biết sử dụng nó một cách đúng. Cái may mắn á, nếu mà nó đến thì cùng lắm nó chỉ đến một hai lần thôi. Nhưng nếu liên tục may mắn thì thật ra nó là một cái định nghĩa khác của việc khi chúng ta chuẩn bị tốt, chúng ta làm tốt và gặp được thời cơ thích hợp. Khi mà chúng ta có được một cái đam mê, chúng ta có một niềm yêu thích với công việc hiện tại và chúng ta hết mình cùng với công việc thì đó cũng là một cái loại hạnh phúc. Nếu như mà các bạn đang nghiện việc, các bạn đang hết mình vì đam mê của mình, chúng tôi cũng cảm thấy rất vui cho tất cả các bạn vì tìm được cái lý tưởng và tìm được một công việc mà mình yêu thích. Cứ hết mình với nó đi. Đâu đó trong cái hành trình đó thì các bạn sẽ tìm được cái niềm vui và tìm được thành công của mình. Và hãy tự định nghĩa thành công theo cách riêng của mình. Và hãy nhớ là luôn luôn yêu thương bản thân mình là cái điều quan trọng nhất, đó chính là chứng minh. Không có lời nói nào nó mạnh bằng hành động. Đúng. Thật sự là khi mà mình đặt mình vào vị trí của ba mẹ thì mình phải hiểu là ba mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho mình. Đúng rồi. Nhưng ba mẹ đang muốn cái sự tốt đó ở trong cái hình dung của ba mẹ. Đúng rồi. Vì khi mà một đứa con hình thành, giống như bây giờ em đang có em bé, thì em cũng sẽ nghĩ là sau này con mình sẽ là thành một chàng trai như thế này, chàng trai như thế kia. Nhưng thật sự đó có phải là cái điều mà em bé nó muốn em không? Em bé muốn hay không? Đúng rồi. Khi mà chúng ta muốn một điều gì đó, mình không thể nào mình nói là con muốn cái đó, con muốn cái này là mọi người sẽ tự động nghe theo. Nhưng chính bản thân mình sẽ là người chứng minh và cho ba mẹ thấy, cho bạn bè thấy, cho những người xung quanh thấy là tôi nè, tôi đã trưởng thành rồi, tôi tự bước đi trên con đường của tôi và bây giờ tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình. Mình kéo gần cái khoảng cách của mình với ba mẹ hơn. Đúng. Và lúc đó nó sẽ không còn là một cái mối quan hệ giữa một người trên và một người dưới, mà một mối quan hệ rất là dân chủ và công bằng với nhau. Trong cuộc sống chắc chắn là chúng ta sẽ có khá là nhiều những cơ hội, hoặc là những sự thay đổi, hoặc thậm chí là biến cố đến với mình. Nhưng chúng ta ứng xử như thế nào với những sự thay đổi đó, đó chính là do mình có muốn ở trong cái vòng an toàn đó hay không, mình có muốn ở trong cái sự không hạnh phúc đó hay không, hay là chúng ta phải vượt qua, chúng ta phải bước qua. Tất nhiên là mọi cái sự thay đổi nó đều mang lại cái sự khó khăn. Không có thay đổi nào mà dễ hết. Mình thay đổi công việc hay là thay đổi về tình trạng hôn nhân, hoặc là một cái thay đổi rất là ngắn, có muốn cắt tóc hay không, cũng là những thay đổi khó khăn. Nhưng khi chúng ta đã chấp nhận và chúng ta đã muốn làm vì chúng ta tin rằng khi chúng ta bước qua, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, thì với cái niềm tin đó mình cũng sẽ hạnh phúc hơn. Nên các chị em ngoài kia đừng ngại thay đổi, hãy đi tìm hạnh phúc và hãy lựa chọn những gì mà mọi người nghĩ là tốt nhất cho bản thân mình, để mỗi ngày chúng ta đều được sống một cuộc sống mà chúng ta mơ ước.
hay là có người ta hay nói như thế này, khi mà mình tha thứ cho người khác cũng chính là khi mình tự cởi trói cho chính mình. Lúc đó mình không còn hận nữa, mà mình sẽ xem tất cả những cái sự phản bội, tất cả những điều không hay trong cuộc sống nó đến với mình như là gió thoảng mây bay. Vì mình đã vượt qua được rồi. Cuộc sống thì mình không biết là lúc nào những cái sự khó khăn hay là những sự phản bội nó sẽ đến với mình hết. Nhưng mà cái cách mình ứng xử lại với nó và cái cách mình bước qua nó thể hiện được cái giá trị của mình đang ở đâu. Thời gian nó có thể chữa lành rất nhiều thứ. Và trong câu chuyện của chị thì nó cũng đã chữa lành được cho chính tâm hồn của chị, cho cái sự cởi trói chính mình. Chúng ta khác nhau nó không phải nằm ở cái việc là xuất phát. Chúng ta không khác nhau ở hoàn cảnh, nhưng cái chúng ta khác đó chính là tư duy và những cái sự lựa chọn trong cuộc sống của mình. Cũng cùng một sự việc, có người họ sẽ lựa chọn từ bỏ, họ lựa chọn không đối mặt, nhưng cũng sẽ có những người họ lựa chọn yêu bản thân mình trước và lựa chọn cố gắng vượt qua những khó khăn. Có thể là trong cái giai đoạn đó thì thấy hai bên không có gì khác biệt hết, nhưng dần dần chắc chắn cái người mà chọn đương đầu, cái người mà chọn tiến về phía trước, họ sẽ có những cái thay đổi rất là ngoạn mục. Có những người hạnh phúc của họ đó chính là sự cho đi. Được cho đi và được chăm sóc cho những người xung quanh thì họ đã cảm thấy là đây là một cuộc sống mà mình mong muốn rồi. Sắc đẹp thì nó sẽ phai tàn theo năm tháng, vật chất nó cũng vậy, tất cả mọi thứ nó cũng vậy. Nhưng cái điều mà giữ lại và làm cho người khác nhớ về mình đó chính là tấm lòng. Chúng ta độc lập, tự tin, mạnh mẽ, nhưng cũng đâu đó đôi lúc trong cuộc sống chúng ta hãy dừng lại một tí và nghĩ về những người xung quanh nhiều hơn, nghĩ về những điều lớn lao hơn chính bản thân mình. Một cô gái thành công đi kèm với một tấm lòng tốt, Vân nghĩ đó là một cái điều mà rất là tuyệt vời Thượng Đế ban tặng cho cuộc sống này. Mọi người ơi, như vậy là chúng ta đã kết thúc mùa 1 của Tâm sự cùng Thúy Vân. Và thay mặt cho những người làm chương trình, Vân xin gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã yêu thương và ủng hộ chương trình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hy vọng là những câu chuyện và những khách mời mà chương trình mang đến giúp cho mọi người cảm thấy yêu đời hơn, tươi vui hơn và có được thật nhiều năng lượng tích cực. Và mọi người hãy nhớ là phụ nữ ơi, hãy không ngừng làm đẹp, kiếm tiền, độc lập, tự tin và ngày càng hạnh phúc hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và xin chào!